Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết của Bảo Định, buổi sáng cuối cùng. Lúc đó là 1 giờ sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, rời căn cứ Long Bình, tôi cho đơn vị lui về hướng nam sông Đồng Nai, vượt cầu gần Biên Hòa. Lúc trời còn mờ mờ tối, qua cõi dốc cầu, tôi gặp bộ chỉ huy trung đoàn 43 bộ binh của Đại tá Lê Xuân Hiếu đang dừng quân bên lề đường. Đơn vị rẽ trái, bố trí quân dọc theo bờ sông, hướng ra xa lộ. Khi đến xóm Tân Vạn, thấy một ngôi biệt thự nằm giữa khu vườn rộng, chung quanh có bờ đê cao bao bọc. Tôi cho dừng quân, dùng nơi đây đặt bộ chỉ huy tiểu đoàn. Còn lại đại đội 2 tiểu đoàn 2, tôi cho lệnh tiếp tục di chuyển, nhưng đã quá trễ. Đoàn xe tăng của quân Cộng sản Bắc Việt đang rầm rộ qua cầu. Đó là các đơn vị thuộc quân đoàn 2 Cộng sản Bắc Việt do Thiếu tướng Nguyễn Hữu An chỉ huy. Quân đoàn 4 Cộng sản Bắc Việt của Thiếu tướng Hoàng Cầm bị thiệt hại nặng trong 12 ngày đêm tấn công Xuân Lộc, chưa kịp bổ sung quân số và vũ khí đạn dược. Nhất là sư đoàn 341 của Đại tá Trần Văn Trấn hầu như bị loại khỏi vòng chiến sau hai đợt tấn công thất bại căn cứ Núi Thị do tiểu đoàn 2 trung đoàn 43 trấn giữ và mũi tấn công chính vào thị xã Xuân Lộc. Tại đây, hai trung đoàn 266 và 270 do đích thân Trần Văn Trấn chỉ huy đã đụng tuyến phòng thủ của các chiến sĩ nghĩa quân và địa phương quân của tiểu khu Long Khánh, hai tiểu đoàn 1 và 3 của chiến đoàn 43 và đại đội 18 trinh sát. Họ vô đơn chí, chỉ huy sở, hậu cần và điểm tập kết quân của sư 341 bị hai trái bom BLU-82 đánh trúng, bị thiệt hại nặng nề. Do đó, quân đoàn 4 của Hoàng Cầm được lệnh làm lực lượng trừ bị cho cánh quân của tướng Lê Trọng Tấn từ hướng đông này tiến về Sài Gòn. Tôi lấy làm lạ tại sao cây cầu đã không bị đánh mìn. Chiều hôm qua đến gặp tư lệnh, tôi được ông báo cho biết tất cả các cây cầu bắc qua sông đều được công binh đặt mìn và sẽ đánh sập để ngăn chặn bước tiến của quân Cộng sản Bắc Việt. Vài giờ trước đây, khi nhận lệnh đưa đơn vị qua sông, tôi cho di chuyển về hướng cầu, nhưng đơn vị dù có nhiệm vụ canh giữ cầu chặn lại không cho qua, chúng tôi phải di chuyển ngược lên hướng cầu gần, rất tiếc phải mất mấy tiếng đồng hồ để đi vòng. Đơn vị canh giữ cầu đã làm lỡ mất cơ hội của chúng tôi. Nếu không phải đi vòng, chúng tôi có thể vào vị trí trước khi đoàn xe tăng của quân Cộng sản Bắc Việt đến. Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình nổ sập cầu hay khi các tay thiện xạ M72 của đơn vị tôi đã sẵn sàng? Một cuộc chạm súng ngắn ngủi, đoàn xe tăng và xe Molotov chở quân dừng lại một lúc. Chúng không khai triển đội hình, chỉ bắn trả rồi lại tiếp tục chạy hướng về Sài Gòn. Đơn vị chuyển hướng, di chuyển theo đội hình hàng dọc, chậm chạp trên quốc lộ 1 trực chỉ Thủ Đức. Đoạn quốc lộ 1 từ cầu mới Biên Hòa đến núi Châu Thới vừa được mở rộng. Nhưng buổi sáng hôm đó, mọi người phải chen chân. Lòng đường đông nghẹt xe cộ đủ loại, xe đạp, xe gắn máy và người đi bộ tràn lên lề đường. Xe nhà binh, xe đò, xe lam ba bánh chen lẫn với xe trâu, xe bò và xe ngựa. Người đi bộ hối hả, đi như chạy với những gồng gánh cồng kềnh. Có những bà mẹ gánh con ở hai đầu, tất cả tìm cách chạy càng xa Việt Cộng càng tốt. Trong đám người chạy loạn, có những quân nhân tự ý rời bỏ đơn vị, chân không giày, quân phục, lôi thôi lết thết. Có anh chỉ mang áo, bận quần cục. Có anh vẫn mang quần trận, nhưng mặc áo thun, nét mặt của họ trông thật thiểu não. Chiếc xe jeep duy nhất còn lại của tiểu đoàn sau trận chiến Xuân Lộc, chở bộ chỉ huy tiểu đoàn trôi theo dòng người di tản. Qua khỏi núi Châu Thới, tiểu đoàn phó không có trong đoàn quân. Tôi tạm giao quyền chỉ huy cho một trong những vị sĩ quan cao cấp nhất, Đại úy Võ Văn Mười, vừa mới thăng cấp sau chiến thắng Xuân Lộc. Đại đội trưởng đại đội 2 tiểu đoàn 2. Tôi bảo tài xế cố vượt nhanh đi Thủ Đức gặp tiền trạm tiểu đoàn, đồng thời thám sát địa thế để bố trí quân.
Từ buổi chiều ngày hôm trước, hậu cứ của tất cả đơn vị thuộc sư đoàn đều được lệnh di chuyển về khu vực nhà máy lọc nước Thủ Đức. Xe đến ngã tư, rẽ trái hướng ra đường Sơn Quán. Dân chạy loạn từ ngã tư xa lộ, từng đoàn hối hả chạy vào. Vậy người dân cản đầu xe. Thiếu tá không thể đi, xe tăng Việt Cộng đã qua khỏi ngã tư xa lộ. Nhưng chúng tôi chỉ đến nhà máy lọc nước. Toàn khu vực đều xuất hiện Việt Cộng. Tôi cho quay đầu xe, định trở lui hướng núi Châu Thới để cùng đi với đoàn quân. Nhưng đoàn người di tản như dòng nước lũ cuồn cuộn chảy. Xe chúng tôi không thể lội ngược dòng nước lũ và cứ thế trôi theo dòng người. Khi đến Bình Triệu, dòng người bị chặn lại. Máy truyền tin không liên lạc được. Dòng người đến cầu Sơn mỗi lúc một đông. Lớp sau dòng lớp trước, những con ngựa kẽm gai chặn ngang cầu không đủ sức ngăn chặn dòng người. Viên thiếu tá trách nhiệm giữ cầu bắn chỉ thiên mấy tràng súng M16 cảnh cáo. Nhưng dòng người đùng đẩy nhau. Có người leo qua ngựa kẽm, vài người cùng nhau đẩy dạt qua một bên. Và dòng người đã được khai thông. Bên trái chân cầu có bãi đất trống, một pháo đội 105 ly của sư đoàn 18 bộ binh đang giống súng nòng hướng về ngã tư xa lộ Thủ Đức. Tôi thấy đại tá Ngô Kỳ Dũng cùng với vị tiểu đoàn trưởng pháo đang bận rộn. Dòng người chạy loạn tràn qua cầu, tuôn ra nhiều hướng. Tôi cho xe chạy về hướng đường Bạch Đằng, qua chợ Bà Chiểu, ngược lên đại lộ Chi Lăng, ghé nhà người chú trong cư xá Thái Lập Thành gần ngã tư Phú Nhuận để hỏi thăm tin tức gia đình. Người chú cho biết quân dù đang đánh nhau với Việt Cộng tại ngã tư Bảy Hiền, tại ngã ba Bà Quẹo. Từ mấy ngày nay không có tin tức gì của gia đình tôi. Ở trên đó, Hóc Môn đang đánh nhau. Đường vào cư xá có nhiều người chết do đạn pháo kích của Việt Cộng. Phố xá đóng cửa, người dân hốt hoảng. Xe hướng ra ngã tư Phú Nhuận chạy trên đường Võ Duy Nguy. Con đường tấp nập mọi ngày với những cửa hàng và khu chợ náo nhiệt. Hôm nay trông thật tang thương, mọi người hối hả, người đi lên kẻ đi xuống. Những khuôn mặt âu lo hiện rõ nét. Tôi cho xe xuôi về hướng cầu Kiệu, đến Đa Cao. Tôi đến đầu cầu Phan Thanh Giản. Nhiều quân cảnh gác không cho ai qua cầu. Thấy một vị đại tá thuộc biệt khu thủ đô, tôi đến hỏi thăm tình hình ở Thủ Đức. Đang đứng sớ rớ thì trung úy tùy viên của đại tá Mai, tư lệnh phó sư đoàn đến gặp và cho biết có lệnh sư đoàn 18 tập trung tại sân Cộng Hòa. Đến khu vực gần sân Cộng Hòa, tôi đã thấy khá đông các đơn vị của sư đoàn 18, phần lớn là các đơn vị kỹ thuật và pháo binh. Thấy tôi, thiếu tá Sáng, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 181 pháo binh, đưa chiếc radio transistor đang phát ra lời kêu gọi của Tổng thống Dương Văn Minh cho tôi nghe. Đó là lời kêu gọi các đơn vị ở đâu ở đó, ngừng chiến đấu, đợi chờ người anh em phía bên kia vào để bàn giao. Người tôi như hụt hẫng. Sau đó đài phát thanh Sài Gòn liên tục phát đi lời kêu gọi của Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, quyền Tổng tham mưu, Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã bị Việt Cộng móc nối từ trước. Buổi tối ngày hôm trước, Trung tướng Vĩnh Lộc vừa được Tổng thống Minh chỉ định giữ chức Tổng tham mưu trưởng. Vị trí bị bỏ trống khi Đại tướng Cao Văn Viên rời bỏ, rồi Trung tướng Đồng Văn Khuyên tạm quyền, nhưng tướng Khuyên cũng ra đi. Ông tuyên bố trên đài phát thanh Sài Gòn và quân đội rằng những kẻ bỏ nước ra đi như những con chuột nhắt. Nhưng ngay sau khi được nói vài lời tâm huyết đó, ông tướng cũng làm chuột nhắt luôn. Xe tăng quân Cộng sản Bắc Việt tiến vào Dinh Độc Lập lối 10 giờ sáng. Tên đại đội trưởng xe tăng Bùi Quang Thận vội vàng cho xe hút đổ cánh cửa. Mặc dù cửa đã được mở sẵn do lệnh của Tổng thống Dương Văn Minh để chuẩn bị đón tiếp người anh em phía bên kia đến bàn giao chính quyền. Hồi ký của Lý Quý Trung. Đúng 10 giờ 30 sáng, lá cờ máu của Cộng sản bắt đầu rụt rè phất phới nhẹ trên nóc Dinh Độc Lập, biểu tượng của uy quyền quốc gia không còn nữa. Sài Gòn thật sự đã thay ngôi đổi chủ. Sau lệnh đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh, quân nhân và cảnh sát tuân lệnh vất súng trút bỏ quân phục và cảnh phục trở về nhà.
nhưng trung tá cảnh sát Nguyễn Văn Long vẫn tươm tất trong bộ cảnh phục. Ông đến công viên trước tòa nhà Quốc hội, đánh chân bức tượng hai người lính thủy quân lục chiến, trầm ngâm suy nghĩ. Bỗng ông đến sát tượng đài, đứng thẳng, ngẩng mặt, nói những lời cuối cùng trước sự chứng kiến của một ký giả ngoại quốc, rồi kê súng lục vào thái dương bóp cò. Thân thể của ông ngã xuống dưới chân tượng hai người lính thủy quân lục chiến. Tại bệnh viện Đồng Đất, người dân Sài Gòn vẫn quen gọi là bệnh viện Grand, tướng Phạm Văn Phú, khóa 6 trường bảo vệ quốc gia Đà Lạt, nguyên tư lệnh quân đoàn 2, đang nằm dưỡng bệnh, đã uống độc dược tự vẫn khi nghe Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Năm 1954, ngày 7 tháng 5 tại Điện Biên Phủ, ông là vị đại đội trưởng nhảy dù Việt Nam duy nhất chiến đấu trong hàng ngũ quân đội Liên Hiệp Pháp, được thăng cấp đại úy tại mặt trận. Tinh thần chiến đấu dũng cảm, nghệ thuật chỉ huy tài ba của ông được các sĩ quan Pháp nể phục. Khi Điện Biên Phủ thất thủ cùng với lối 10.000 tù binh quân đội Liên Hiệp Pháp, ông bị Việt Minh bắt giam và được trao trả theo Hiệp định Geneva. Tại Bộ Tư lệnh Sư đoàn 5 Bộ binh ở Lai Khê, sau bữa cơm chung với Bộ Tham mưu Sư đoàn, tướng Lê Nguyên Vĩ khóa 2 trường võ bị địa phương Huế, còn gọi là trường sĩ quan Đập Đá. Trường tọa lạc gần Đập Đá, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu theo học khóa 1. Cho lệnh sư đoàn lui về căn cứ Phú Lợi, ông trở về phòng riêng, rút khẩu súng ngắn bắn vào đầu tự tử. Thi thể được an táng trong rừng cao su gần doanh trại Bộ Tư lệnh, rồi được cải táng về Hạnh Thông Tây Gò Vấp. Năm 1987, hài cốt được thân mẫu hỏa thiêu và đem về thờ ở từ đường Họ Lê, tại nguyên quán tỉnh Sơn Tây Bắc Việt. Có nguồn tin, ông được dân làng tôn vinh là vị thần làng. Tại văn phòng Bộ Tư lệnh Sư đoàn 7 Bộ binh ở Mỹ Tho, chiều ngày 30 tháng 4, sau lệnh đầu hàng vô điều kiện của Tổng thống Dương Văn Minh, Chuẩn tướng Trần Văn Hai, tốt nghiệp trường võ bị quốc gia Đà Lạt, cho phép quân sĩ buông súng để trở về với gia đình. Ông gọi vị sĩ quan tùy viên trao một gói nhỏ, gồm vật dụng cá nhân và tiền lương 2 tháng chuẩn tướng là 70.000 đồng. Nhờ trao lại cho người mẹ già ở Gò Vấp, sau đó ông dùng độc dược quyên sinh. Tại Cần Thơ, chuẩn tướng Lê Văn Hưng khóa 5 vì dân, sĩ quan trừ bị Thủ Đức, tư lệnh phó quân đoàn 4, người hùng tự thủ An Lộc. Khi ông là tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh, đã anh dũng chống trả hơn 40.000 quân Cộng sản Bắc Việt điên cuồng tấn công. Cuộc đời binh nghiệp của tướng Hưng đi từ chức vụ trung đội trưởng, đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng, trung đoàn trưởng cho đến tư lệnh sư đoàn rồi phó tư lệnh quân đoàn. Sau khi nói lời từ giã gia đình, ông bắt tay từ biệt từng người một trong toán binh sĩ bảo vệ, rồi ông vào phòng đóng cửa lại rút súng lục bắn vào tim. Lúc đó là 20:45. Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, khóa 3 sĩ quan trừ bị Thủ Đức. Ông xuất thân từ một trong những danh gia vọng tộc của đất Thần Kinh, theo vài người biết chuyện. Ông từng có người yêu là một người đẹp của miền sông Hương nối ngữ, nhưng người đẹp sang Pháp và lấy chồng là bác sĩ ở bên ấy. Từ đó, ông đã tỏ ra thờ ơ với phái nữ. Vào những ngày cuối của cuộc chiến, tướng Nam định cho lập cứ điểm tử thụ tại Cần Thơ, dự trù cho Bộ Tổng Tham mưu và các đơn vị chuyển về. Nhưng trưa ngày 30 tháng 4, vào lúc 10:30, Tổng thống Dương Văn Minh đã tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Kế hoạch của tướng Nam không thành. Khi được tin tướng Hưng dùng súng tự sát, tướng Nam vẫn rất bình tĩnh. Ông lui về trong phòng, mắt đăm chiêu nhìn lên bàn thờ Phật. Trước lúc tự kết liễu đời mình bằng khẩu súng ngắn, ông thay bộ lễ phục màu trắng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa một cách tề chỉnh. Xong lấy 3 cây hương đốt lên, vái 3 vái rồi cắm vào lư, xong gõ 3 tiếng chuông, rồi lại vái 3 vái. Ông bình tĩnh trở lại ghế ngồi, một tiếng súng nổ, viên đạn xuyên qua màn tang. Lúc đó là 7:30 sáng ngày 1 tháng 5, năm 1975. Tại một bùng binh gần sân vận động Cộng Hòa, một toán quân nhảy dù lối một trung đội
đang quay quần chung quanh một sĩ quan, có lẽ là cấp chỉ huy của họ. Họ bỏ súng xuống chân, cùng nhau vỗ tay hát những bản hùng ca, rồi những tiếng lựu đạn đồng loạt, những tiếng hô Việt Nam Cộng Hòa muôn năm vang động, những thây người ngã xuống. Đó là những hành động anh hùng của các thiên thần mũ đỏ mà tôi được chứng kiến tận mắt. Tôi không có được cái hào khí đó của những người lính thiên thần mũ đỏ, cũng không có được cái dũng của các vị tướng khả kính, thà chết vinh hơn sống nhục, để rồi phải sống nhục trong thiên đường Cộng sản trong gần 20 năm, rồi sống cuộc đời lưu vong tị nạn, xa quê hương không biết cho đến bao giờ. Lúc ở nơi trận tiền, kể từ ngày ra trường cuối năm 1962, với cấp bậc trưởng quý trung đội trưởng, đến khi mang cấp thiếu tá làm tiểu đoàn trưởng, luôn luôn tôi vẫn ở tuyến đầu cùng binh sĩ xung phong diệt giặc, đã nhiều lần bị thương, đã từng chống nặng cày bừa mấy tháng. Những lúc đụng trận tôi vẫn ở tuyến đầu cùng binh sĩ xung phong chiếm mục tiêu, ai cũng sợ chết, nhưng những lúc như vậy, vì đồng đội, vì danh dự của cấp chỉ huy, tôi đã xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Tôi đã trải qua một ngày dài nhất, với nhiều nỗi u uất trong lòng. Tôi trở lại nhà ở ngã tư Trung Chánh Hóc Môn, lúc đi ngang nhà của người thầu khoáng gốc Quảng Nam, bây giờ thuộc loại cách mạng 30, thấy tôi thất thểu từ đầu đường đi vào, với vẻ mặt đắc thắng ông ta hỏi, xe của thiếu tá đâu? Tôi chỉ mỉm cười im lặng bước vào nhà, nắng chiều sắp tắt, đời tôi thì đã tắt kể từ lúc 10 giờ 30 sáng, khi Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Việt Nam Cộng Hòa không còn, quân lực Việt Nam Cộng Hòa không còn, tự do và dân chủ bây giờ chỉ là giấc mơ. Đó là buổi sáng cuối cùng tôi sống một kiếp người tự do, sau đó là bóng tối triền miên. Đã hơn nửa đời người đi qua, nếu cuộc đời là 60 năm, bóng tối vẫn bao trùm khắp trời Nam. Michigan Quốc hận lần thứ 37, tác giả Bảo Định. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.